Hello, đây là cảnh quê Bến Tre. Nay là mưa, mưa rất là nhiều đó. Nhìn cảnh quê Bến Tre nha. Đây là một vùng của Bến Tre. Hôm nay là trời mưa. Đây, buổi chiều đó. Đây, có một con gà. Ê, con ngỗng trước nha. Đó, cặp ngỗng. Đó, trời mưa. Ba con ngỗng. Ê, bốn con ngỗng. Ở đâu, bốn chú ngỗng. Đó, trời. Đây là gà. Đây là có cái bếp nè. Nhìn sâu vô là có cái bếp củi nè. Trời mưa mấy chú gà, mấy chú bếp là cũng vô chú. Gà màu trắng, con gà màu trắng lạ ghê nha. Đó, trắng tinh luôn. Trời mưa. Xa xa là có mấy con bò, có gà màu trắng. Cảnh trời mưa, một vùng nông thôn ở Bến Tre. Đây là chuồng bò nè, 1, 2, 3 con bò. Gà màu trắng. Trời mưa rất là to.